Chắc vậy à, đêm khuya rồi, xin đừng trách nha. Tôi còn trẻ con không biết chuyện, tôi không có ác ý đâu. Mấy vị tuyệt đối đừng có nhát tôi sẽ sợ đó. Lần này đến đây, tôi cố ý mời Lục Phán Gia uống rượu thôi. Tôi không có ý gì khác đâu. Mấy vị đừng có nhát tôi nha. Lục Phán Gia, Chu Nhĩ Tán này rất vui được mời người ta uống rượu. Và tôi cũng nghe nói ngài thích uống rượu lắm. Cho nên hôm nay tôi đã mang một tỉnh rượu nữ nhi hồng đến mời ngài uống. Tỉnh nữ nhi hồng này là lúc Kiều Nương lấy tôi đó, của hồi môn đó, thơm lắm đó, ngài thử coi. Ngài cũng nói thơm lắm phải không? Có phải ngài rất muốn uống lắm phải không? Tôi đã cất giấu mười mấy năm rồi, cả tôi cũng không nỡ uống. Nhưng mà thật ngại quá Lục Phán Gia, sao cũng được, ngài hãy nhấp môi một miếng đi. Nếu như hôm nay ngài không chịu uống, tôi sẽ bị người ta cười đó. Cảm ơn ngài Lục Phán Gia đã nể mặt. Sau này tôi sẽ không sợ bị người ta cười. Tôi nhát gan nữa. Uống thêm một ly nữa đi. Tại sao thượng tá không biết cười vậy? Kiều Nương à, Kiều Nương, có ma kìa. Kiều Nương à, Kiều Nương à. Lục Phán Gia hiện lưng rồi. Trời, cứu tao với. Cứu tao với. Cứu tao với. Thiệt là nói hiển linh mà. Vui vui vui. Trời ơi. Chắc là cô thoát được rồi. Đã chúng ta một chập rồi. Đúng vậy. Chắc chắn là vậy rồi. Có bộ lần này nhát chết anh luôn. Nhát anh luôn. Nè, Nhĩ Đáng, đứng dậy đi. Đứng dậy đi. Hãy mau đứng dậy đi, Nhĩ Đáng. Hả? Sao? Gì vậy? Cái gì vậy? Anh bị nhát chết rồi. Hả? Tại sao tôi lại đi đến chỗ này vậy? Nè, anh, thật ngại quá, xin hỏi anh, có biết ở Tây là chỗ nào không vậy? Bà Thím à, Thím hãy nói cho tôi biết đi, chỗ này là chỗ nào vậy? Sao kỳ vậy, tại sao ai cũng không trả lời mình vậy? Trời ơi, nè, anh ơi anh, tại sao mặt trời lại màu đen vậy? Mặt trời đương nhiên là màu đen rồi, có gì lạ đâu. Không phải đâu anh ơi, mặt trời màu đen, mặt trời đó Thím à, mặt trời là màu đen sao? Mặt trời đó, bộ mặt trời túng là màu đen hay sao? Sao trước kia mẹ không có nói với mình vậy? Sao quen mặt quá vậy? Là cha đang con đó rồi hả? Cha ơi, cha ở đang, cha ơi, gặp được cha con mừng quá. Con ở đây không quen đường thuộc lối, người nào người nấy ai cũng không có trả lời con khổ lắm cha ơi. Con đã biết rồi. Phải cha. Gì? Cha đã chết lâu lắm rồi mà cha. Thì phải, cha chết xuống dưới đây mười mấy năm rồi. Cha đã chết xuống đây. Vậy Vậy bây giờ con đã đến đây, có phải tức là con cũng đã chết rồi không? Chứ vậy nữa thì con cũng đã chết. Không chết sao con tới đây làm gì? Con đã chết thật rồi sao? Có thật là con đã chết rồi. Cha ơi, con không có chết được đâu. Còn Kiều Nương cũng còn chưa sanh em bé mà. Con biết được thì tốt rồi. Con đòi cưới Kiều Nương làm vợ mà. Nè, đó, nó vừa khờ khảo, vừa chằn ăn, khuôn mặt cũng không phải là đẹp.
cả trứng mà nó cũng không đẻ cho con cái nào à. Cha, không phải chuyện này đâu. Tấm lòng của Kiều Nương tốt lắm đó cha ơi, rất là hiền lành đó. Bây giờ nếu như con không lấy Kiều Nương thì không ai lấy cổ. Dù là mấy người làm ở nhà con cũng vậy, con không nhận họ thì không ai chịu nhận họ nữa đâu. Không phải bây giờ con đã bỏ lại họ rồi phải không cha? Trời nói đi cha. Đi cha uống trà. Cảm ơn cô. Nè cha, vậy cô nương này sao quen mặt quá cổ vậy cha? Cổ là hình nhân hàng mã mà con đốt xuống cho cha đó. Trời ơi, cổ hầu hạ tốt lắm. Vậy con hiểu rồi. Con hiểu rồi. Lão già, ông to gan dám giấu con hồ ly tinh ở đây hả? Tôi thí mạng với ông. Trời ơi, chưa gì lại gãy nữa rồi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Xếp nữa. Mẹ ơi. Trời ơi, đáng con. Mẹ ơi, con cũng xuống đây luôn rồi hả? Mẹ, con nhớ ơi, mẹ lắm mẹ ơi. Tính sao giờ đây? Mẹ ơi, đừng có khóc. Mẹ ơi, xuống đây nhà mẹ. Nhà chú của chúng ta đã tuyệt hậu rồi. Tính sao giờ? Mẹ, đừng có khóc mà. Đừng có khóc nữa mà. Đừng có giờ khóc mà mẹ. Chúng ta hãy dắt nó đến phán quan để mà trình diện lấy lại giấy tờ. Chứ nếu không nó trở thành hồn ma dứt dưỡng suốt đời không có siêu thoát. Người kế tiếp. Rồi, người kế tiếp. Người kế tiếp đi. Là ông hả? Thiệt là phiền phức. Lục Phán gia, xin lỗi nha. Cũng tại tôi nhất thời lỗ mãn làm tức cái tàu của ông, thật là ngại. Trời ơi, đầu của ngài do con làm đứt hả? Phải đó, phải đó. Chuyện rồi. Dạ Phán gia, ngài đừng có trách nó. Phải, trẻ con không biết chuyện đâu. Dạ phải, trẻ con không biết chuyện gì đâu. Được rồi. Một nắm cơm, một miếng nước đều định sẵn hết. Thật sự không có gì để nói. Chẳng qua chuyện dương gian khác ở địa phủ, không biết chừng nào trên trần gian mới có người làm lại cái đầu cho ta. Để tôi làm cái tàu lại cho ngài nha. Nhưng mà cũng không có tượt nữa rồi. Tôi đã đến đây rồi. Tôi không phải là người nữa. Là người, cậu vẫn còn là người. Tôi còn là người hả? Tôi đã chết và xuống tới đây rồi. Chẳng phải tôi đã trở thành như vậy sao? Thật ra cậu chỉ nhất thời bị nhát nên bị tức hơi thở. Trên trần gian gọi cái này là chết giả. Mai mốt tôi sẽ cho cậu Hoàng Dương trở lại. Cảm ơn ngài nha. Phải rồi, con trai chúng ta chưa phải chết. Tôi còn chưa tức hơi mà. Có còn sống. Hôm nay nghịch mãn, ngày mai hãy tới sớm đi. Phải Lục Phán gia. Trước kia cậu đã từng mời tôi uống rượu. Lần này cậu đã xuống chơi rồi thì để tôi mời cậu uống vài ly coi như tiễn cậu. Tụi bác tụi bác, đi uống rượu đi. Con và Lục Phán gia chưa uống rượu đi. Thoải mái quá. Lục Phán gia, xin mời dùng. Cảm ơn nhiều. Dạ. Lục Phán gia, giờ ngài cũng không tiện lắm đâu. Để tôi giúp ngài cho. Của ngài nè, của tôi nè. Tôi dĩ đáng à. Mà của cậu cũng lạ thiệt đó. Chết rồi cũng có thể sống lại. Có lẽ thường ngày cậu làm nhiều việc thiện quá, cả kiến cũng không nỡ đập chết một con. Thiện có thiện báo mà. Thật ra ngài còn tốt hơn tôi nhiều. Mẹ tôi nói, người mà lấy tức trả quán toàn là người tốt cả. Ly này á, tôi kính ngài. Cảm ơn ngài đã không trách tôi. Cạn ly. Tôi bị sốt đầu thôi, chứ đôi mắt tôi chưa bị mù đâu. Cạn ly đi. Rượu dưới âm phủ lạnh ngắt, làm sao ngon bằng rượu trên trần gian chứ. Vậy mai mốt Lục Phán gia, khi nào ngài rảnh rỗi, ngài hãy lên trần gian tìm tôi đi. Tôi sẽ mời ngài đi uống rượu nha. Được đó, quyết định như vậy đi. Vậy quyết định vậy đi. Đừng chậm trễ nữa, tôi lập tức đưa cậu đi Hoàng Dương. Dạ. Phải Lục Phán gia, ngài uống rượu trắng thường dùng món nào làm mồi vậy? Theo tôi nghĩ, uống rượu tốt nhất là dùng thịt đầu heo làm mồi. Vậy thì đúng rồi, Kiều Nương làm thịt đầu heo rất là ngon á. Mẹ của tôi dạy cổ làm á. Mẹ của tôi còn dạy tôi hát một bài hát nữa. Để tôi hát cho ngài nghe nha. Trời mưa to, nước ngập ba tuần, anh dắt củi lên núi để bán. Tới giờ rồi đừng có hát nữa, đi ba một chút đi.
Dạ tôi hát luôn đi á. Mau một con chút em đi. Ở nhà thiếu hay quá. Đi mau đi. Dạ dạ. Tại sao ở đây thanh tịnh quá vậy luật khán giả? Nhanh đi, nhanh đi. Dạ. Dạ không ngờ tiệm cũng có phong cảnh đẹp như vậy ha. Rất là hùng vĩ. Sợ quá. Sợ quá. Cao quá vậy. Xuống đi. Cứu tôi với lùng bánh kia. Cứu tôi với lùng bánh kia. Trời ơi, xỉu rồi. Trời, cứu tôi với. Xỉu rồi. Dù gì đáng, chúng ta có duyên sẽ gặp lại.